quý vị và các bạn thân mến, hôm nay ngày 25 tháng 12 năm 2023, vào ngày hôm qua là ngày 24, dự án cầu Mỹ Thuận 2 và dự án cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ đã khánh thành rồi. Và trong buổi sáng hôm nay là đã thông xe dự án cầu Mỹ Thuận 2 cũng như cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ, và hướng đi từ Trung Lương đổ về cầu Mỹ Thuận 2, rồi sau đó là từ Vĩnh Long mình đi về Cần Thơ đó, thì mình di chuyển được. Còn hướng từ Cần Thơ đổ qua thì cũng có rất là nhiều quý khán giả cũng có nhắn tin, cũng có gọi điện cho mình, là cũng có hỏi là không biết là hướng từ Cần Thơ mà về cao tốc Mỹ Thuận đó thì mình đi cái đường đó là có đi được hay chưa. Đó thì mình cũng chưa rõ là có đi được hay không, nên là trong video này thì mình sẽ bắt đầu di chuyển từ cầu Cần Thơ, rồi sau đó là mình sẽ tới nút giao cầu Chà Bà để hỏi coi có cái đường nào mà mình đi được hay chưa. Ngày đầu tiên thông xe mà chỉ có một hướng từ Mỹ Thuận. Video trước thì mình có quay là từ Mỹ Thuận về Cần Thơ là chạy ok rồi, rất là đường rất là êm, mà cái hướng ngược lại thì không biết làm sao đây, để mình di chuyển quay cho cả nhà mình xem nha. Cầu Cần Thơ rất là đẹp. Đây là cái cầu hợp tác với nước Nhật Bản à. Còn cầu Mỹ Thuận là hợp tác với nước Úc. Còn cầu Mỹ Thuận 2, tất cả các khâu lập dự án, thi công, thiết kế, thi công luôn, tôi có giám sát, tất cả là Việt Nam mình à. Bây giờ Việt Nam đã làm chủ được công nghệ cầu dây văng rồi. Và hiện tại cầu Mỹ Thuận 2 cũng là cây cầu dây văng lớn nhất do các anh kỹ sư của Việt Nam thi công ạ. Rất là vui mừng và tự hào. Vào ngày hôm qua thì mình cũng có đến dự buổi lễ khánh thành, rất là vui. Bây giờ mình đã qua cầu Cần Thơ rồi, bây giờ xuống dốc cầu. Đây là địa phận của Vĩnh Long. Nếu dự án cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ mà thông xe được hai chiều luôn á, thì bà con đi từ Cần Thơ về Mỹ Thuận sẽ rất là gần, và khoảng 20 phút thôi, khoảng 20-30 phút thôi. Nếu mà mình đi từ thành phố Cần Thơ luôn á thì khoảng 30 phút, còn mình đi ngay cầu Chà Bà qua Mỹ Thuận á, thì khoảng 20 phút thôi. Tại tốc độ cho phép là 80-90, mà tốc độ đồng bộ với cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận luôn, 90 à. Sẽ giảm tải cho cầu Mỹ Thuận 1 cũng như quốc lộ 1A đoạn qua khu công nghiệp Hòa Phú. Vào buổi chiều á, thường xuyên xảy ra những cái tình trạng kẹt xe, ùn tắc giao thông đoạn qua Vĩnh Long từ cầu Mỹ Thuận đấy ạ. Vào những ngày lễ, những ngày Tết thì bà con về quê ăn Tết, rồi ăn Tết xong rồi đi từ dưới miền Tây đi lên thành phố Hồ Chí Minh đó, phải nói là kẹt xe khủng khiếp. Vào những dịp 30 tháng 4 cũng vậy, 30 tháng 4, 1 tháng 5 thì bà con cũng nghỉ được mấy ngày đó, về quê ăn Tết kẹt xe, rồi đi ăn Tết nghỉ lễ xong rồi bắt đầu cái di chuyển lên cũng kẹt xe. Rất là vất vả. Và dự án cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ thì được bà con rất là quan tâm và trông chờ từng ngày. Cái ngày thông xe ngày như ngày hôm nay đi ạ, bắt đầu thông xe rồi. Rồi qua cái cầu này là bắt đầu là mình rẽ phải là mình đi về Trà Ôn, còn mình đi thẳng là đi về Vĩnh Long, đi thành phố Hồ Chí Minh. Tới cầu Chà Bà để xem như thế nào rồi. Đoạn đó thì hướng vào từ Cần Thơ nhập vào cao tốc thì mình cũng không biết đi đường nào luôn. Để tới đó mình coi có ai thì mình hỏi, chứ không biết nhập làng sao. Tại còn ngổn ngang rồi, lối rẽ rồi cũng nhiều quá. Mà chắc sắp tới sẽ có một cái cầu vượt ở đó, chứ nếu mà không có cầu vượt thì ở đó chắc là sẽ xe nhiều lắm. Tại vì ga cao tốc thì mình vẫn phải
đi vào quốc lộ 1A mà nhập với quốc lộ 1A vẫn chưa liên lạc với cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng. Sắp tới thì sẽ có thêm một cái cầu nữa, đó là cầu Cần Thơ 2. Cầu đó chắc là sẽ cũng rất là lớn, và số tổng mức kinh phí đầu tư chắc khoảng 14.000 tỷ á. Bây giờ mình đã tới cầu Chào Bà nhỏ rồi, qua cầu Chào Bà này là tới được cầu Chào Bà lớn. Hôm nay thì cũng có rất là nhiều anh em tài xế hỏi ở trên mạng nè, rồi những cái nhóm mà tài xế ở Vĩnh Lộc Cần Thơ đó, thì ai ai cũng quan tâm cái tuyến cao tốc này hướng từ Cần Thơ đi Mỹ Thuận, không biết được chưa, ai cũng quan tâm hết. Rồi gần tới cầu Chào Bà lớn rồi. Ở đây thì mình chạy được tốc độ 70 ạ. Trong buổi thông xe đầu tiên thì phải nói cảnh sát giao thông đứng bên kia quá trời luôn, quân đội nữa. Rồi tới đây là cầu Chào Bà lớn đây ạ. Giao là kết nối thẳng ra quốc lộ 1A luôn, phía bên trái đây ạ. Đó, phía bên trái đó. Rất là nhiều các phương tiện đã di chuyển thông ra được ở đây rồi. Đó, xuống chỗ này thì không có đi Cần Thơ được ha. Nếu mà mở cái con lương đó là mình đi thẳng được. Còn này là mình chưa có đi thẳng được ha. Tới đây là mình phải vẫn phải ôm ở đây nè. Qua đây. Chưa đi được. Chỉ thông xe một chiều thôi, hướng từ Mỹ Thuận thôi. Ở chỗ đó thì chưa có mở cái giải phân cách ra. Đó thì bây giờ ở đây thì thị xã Bình Minh nè, Vĩnh Long nè, có cái biển báo đấy ạ. Sắp tới thì ở đây là mình ghé vô thì sao bên mình là 2,5 cây nữa. Đó. Rồi chỗ này thì không có vẻ ghé vào được. Đây để mình hỏi cái chú đằng kia cái hướng nhập làng từ Vĩnh Long qua rồi có vô cao tốc được hay không. Rồi đây, tới đây là Bình Minh của Vĩnh Long rồi, bến xe Bình Minh. Đây thì mình thấy có một anh ở phần đầu cao tốc nè. À, đây có một cái bảng là cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ đây. Đó. Đi thẳng là thị xã Bình Minh, quốc lộ 1A, rẽ phải là cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ. Rồi, rẽ phải vô. Thử xem như thế nào đây. Đi thẳng là cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ, còn rẽ phải là Thuận An. Rồi. Vậy là ở đây là đang bị rào lại rồi đi ạ. À. Bây giờ vẫn không đi được. Anh chỉ ra này hướng Bình Minh này. Ở đây là có rào rồi, không đi được. Rồi, đây có một cái bảng là để cầu Cần Thơ nè. Vẫn phải ra đây. Và phía kia hướng bên phải đó là hướng sắp tới là từ Vĩnh Long mình đi vào cao tốc, là mình đi cái nhánh ở bên phải này, phải màn hình đó. Chỗ này bắt đầu là mình sẽ quẹo vô.
đó, quẹo vô là đi thẳng là nhập vào cao tốc. À, cái chỗ này đang bị rào lại luôn rồi, không có thể nào mà đi được. À, vẫn chưa. Hỏi này thử coi. Mình đi về Mỹ Thuận được không anh? Không anh, mới có một tiếng Mỹ Thuận về Cần Thơ, chứ Cần Thơ qua Mỹ Thuận chưa được. À, rồi chừng nào mới được anh? Không biết nữa. Là cái đường này nè, là nữa về Mỹ Thuận đó mà giờ chưa quan trọng. À, giờ đang làm. Dạ. Giờ anh xuống cái đường đó, anh bọc nhà cầu anh đi ra qua quốc lộ 1A rồi. Dạ dạ. Chạy qua thẳng lên Cần Thơ luôn. Dạ dạ, để em chạy tới một tí, xe quá trời. Rồi ở đây là chưa xong ha, anh cứ chia sẻ là chưa xong. Hướng ngược lại thì được à. Rồi ơi, rồi. Thì bây giờ mình tìm đường mình quay lại đây. Xuống ở đây. Đó, chỗ này là cái chỗ kết nối với quốc lộ 1A nè, hướng ra nè. Rồi, bây giờ mình đi xuống cái đường này. Để mà mình di chuyển ngược lại quốc lộ 1A đi về Vĩnh Long. Rồi. Phía bên phải màn hình đó là đường tỉnh 854 ạ, đi về Đồng Tháp. Còn ở đây là mình đi thẳng á, là sẽ gặp một cái nhánh rẽ nữa là bên phải á, là mình đi về thị xã Bình Minh. Còn rẽ trái ở đây á, là hướng đi ga quốc lộ 1A hướng về Vĩnh Long. Đây là mình đang đi phía bên dưới cầu Chà Bà. Ngay tại vị trí này thì các anh cũng đang mở rộng giống như ở quốc lộ 80, là lối ra lối vào đó, mở rộng ra. Chỗ này thì cũng còn chưa có thảm nhựa mà còn ngổn ngang. Phía bên trái màn hình quý vị khán giả đó là hướng từ Cần Thơ qua, bắt đầu là mình sẽ ôm cái cua xuống là đi thẳng về thị xã của Bình Minh. Còn hướng đi thẳng á, là theo cái bảng chỉ dẫn phía trước đó là đi về thành phố Vĩnh Long cũng như là quốc lộ 53, đi Vĩnh Long, đi quốc lộ 53 là đi về Trà Vinh đấy ạ. Vậy là cũng hơi tiếc, một cái là mình chỉ chạy được một chiều thôi, còn cái chiều ngược lại là chưa thông ạ. Ngày đầu tiên là ngày 25 tháng 12, thời điểm mình đang quay video là 1 giờ chiều, vẫn chưa thông hướng Cần Thơ Mỹ Thuận ạ. Nhưng mà thông được một chiều thì bà con của mình Tết Tây này về quê ăn Tết cũng đỡ vất vả hơn. Mình đi qua cái đoạn quốc lộ 1A này thì qua công nghiệp Bảo Phú thì xe cũng đông lắm. Được chiều nào đỡ chiều đó, mà không hoàn thành được dự án nào là mừng dự án đó cả nhà ơi. Thì khi nào mà mình chạy được hướng từ Cần Thơ qua Mỹ Thuận thì mình sẽ cập nhật ở video sau ạ. Còn video này thì mình sẽ tiếp tục di chuyển theo quốc lộ 1A này về Vĩnh Long. Rồi, cũng làm một cái video chi tiết như vậy để mà quý vị khán giả hiểu được là không có đi được Cần Thơ Mỹ Thuận nha. Dạ. Rồi, chúc quý vị khán giả có rất nhiều sức khỏe và đón xem video của mình lần sau ạ. Rồi, bye bye nha.